Em chào chị Thủy. Chào bác em. Sĩ Thái đâu hả chị? Bác vừa làm xong ca này và bác cũng sang bên phòng bên trong phòng khách. Thế ạ, chị khách này vừa làm thơ ma xong đúng không? Đúng chị? Rồi, chị Nga này vừa làm xong em. Dạ, thế ạ, dạ. Chị Nga ơi, chị cho em phỏng vấn chị mấy câu chị nhá. Da đẹp quá chị ạ. Chị Nga, năm nay chị Nga bao nhiêu tuổi ạ? Chị năm nay 39 tuổi rồi. 39 thật đấy ạ? 39. Ôi nhìn thế này em nghĩ chị chỉ 30, trên dưới 30 một tí thôi. Thế ạ, đẹp quá ấy. Trời ơi. Không thấy, ô, nhưng mà trước đây da chị Nga tình trạng là thế nào đấy hả chị mà? Tại vì trước đây thì da chị Nga có cái sự lão hóa da rất là nhiều và cái sự đổ mô rất là rõ. Nhất là tập trung ở bên hai cái bên rãnh cười này, với cả cái những cái phần nếp nhăn ở phần đuôi mắt. Ôi thế mà bây giờ không thấy tí nào nữa luôn. Bây giờ mà chị Nga mà cười là cũng không thấy nếp nhăn ở đuôi mắt nữa. Đấy, các bạn có thể thấy sau chỉ cần một tiếng thôi. Ôi, bây giờ tự tin cười thoải mái rồi. Ngày trước chị không đi làm. Ôi bác sĩ Thái về. Ôi em chào bác. Cười thoải mái lắm. Bác là đây ạ. Mình vừa mới làm xong chị Nga. Thì chị Nga trước đây là chị bị cái tình trạng là lão hóa, khuôn mặt nó rất là nhiều. Chị hay đi nắng nhiều nên là cái da nó sạm, có rất nhiều nếp nhăn, đặc biệt cái vùng đuôi mắt, ở vùng mắt dưới. Cái mô chảy xệ ở vùng má là tạo ra cái rãnh mũi má của chị nó khá là sâu. Thì hôm nay chị đến làm cái phương pháp thơ ma HLX thì để cải thiện cái vấn đề lão hóa da sinh học của chị. Bác Thái có thể nói rõ hơn về cái phương pháp này để cho các bạn đang xem livestream có thể mà biết rõ các cái thông tin về cái liệu cái cách làm này không ạ? Được, ok. Ở đây các bạn qua cái máy này mình xem một chút, mình giới thiệu các bạn. Ở đây là cái máy thơ ma HLX. Thì về cái công nghệ này là công nghệ của Mỹ, nó sử dụng sóng RF vi điểm. Cái sóng RF này nó sẽ tác động vào cái lớp trung bì của da và cái lớp hạ bì ở dưới da để giúp da tăng sinh collagen và săn chắc da. Thì với mỗi khách hàng với công nghệ thơ ma thì mình sẽ sử dụng một cái đầu tiếp riêng biệt như thế này. Một từng khách hàng sẽ được dùng một cái đầu tiếp như thế này. Một cái đầu tiếp này sẽ bán khoảng 99 sót. Theo người đang nghiên cứu thì cái số lượng sót như thế nó sẽ gây được sự tăng sinh collagen cho da. Nhưng mà làm công nghệ này khi mà làm thì khách hàng có bị kiểu như là bị xâm lấn, đau đớn hay là có vấn đề gì không hả bác? Có phải nghỉ dưỡng lâu dài không? Không, trong quá trình làm này thì khách hàng rất thoải mái. Hầu như là mình làm thì mình thấy được. Chị hỏi, có thể hỏi chị Nga đây. Trong quá trình làm thì thấy nó khó chịu gì không? Không thấy khó chịu gì, chị thấy là hơi ấm ở trên bề mặt nóng, ấy. Nóng đúng không? Nó tức tích lên một chút rồi đúng không? Nó hoàn toàn chị cũng hoàn toàn dễ chịu và chị có thể làm mỗi lần làm thế này, làm chỉ làm một lần thôi hả bác hay phải làm nhiều lần ạ? Với cái công tác này mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Và mất thời gian nhiều không ạ? Quá trình làm khoảng mỗi một tiếng. Và duy trì được trong bao lâu hả bác? Mình duy trì được cùng với công nghệ thơ ma thì mình duy trì khoảng 3-5 năm tùy được cơ địa của khách hàng. Thế nhưng với chị Nga đây thì mình có thể giữ được khoảng 4-5 năm. Da chị rất là đẹp bây giờ. Ngày càng đẹp đúng không? Bây giờ đã như này rồi sẽ mà một tháng sau còn đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Đây là một cái này nó giúp quá trình tăng sinh collagen tự nhiên của cơ thể. Thế là nó cũng sẽ đẹp lên từ từ. Sau còn có mốc thời gian 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm chị có thể thấy da mình nhìn còn hồng hào nữa nhỉ? Đúng rồi. Đây là cái thứ nhất là cái vùng mắt này chị làm xong thì cái nhất là cái nhăn ở vùng mắt này thì nó rất là rõ. Đấy. Còn cái vùng rãnh mũi má này thì khoảng mất một thời gian nữa là sẽ nâng cái cơ dần lên. Bây giờ chị cười là cái nhếch nhăn ở phía đuôi mắt của chị đâu có còn nữa đâu. Chị ơi, thì chị có hài lòng với cả dịch vụ thơ ma hôm nay chị làm bên em không ạ? Thật sự là rất là ngạc nhiên luôn và cảm thấy rất là hài lòng vì là không ngờ là sau có một tiếng đồng hồ thôi mà bây giờ những cái vết nhăn ở phía đuôi mắt của mình ấy nó đã được cải thiện rõ rệt luôn rồi ấy. Bây giờ chị cười tự tin luôn rồi. Đúng rồi, chị cười cũng không thấy tí chân chim nào đâu chị ạ. Không ai bảo chị 39 tuổi đâu. Nhìn trẻ hơn bao nhiêu nhỉ? Trẻ lắm ạ. Cảm ơn bác sĩ. Em cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ Thái ạ.